Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một trò chơi cho team mình đây nè các bạn. Đó là các bạn biết gì không? Đồng chảo lọ. Đó, hôm nay mình sẽ tổ chức một trò chơi. Đó là quánh xù xì. Bây giờ người nào mà hai người còn lại á mà quánh xù xì thua là cái người thua bị cái người thắng quẹt nha cả nhà. Rồi bây giờ thời gian trong vòng là 15 phút. Ai là người bị quẹt ít nhất là người đó sẽ chiến thắng. Phần thưởng đó là 50k cho người chiến thắng. Ok không? Ok. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Rồi giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sàng rồi phải không? Ok. Rồi bây giờ bấm thời gian nha. Rồi bây giờ mình đặt thời gian là 15 phút nha các bạn. Mình sẽ hết 15 phút thì mình tạm ngưng thời gian lại và mình sẽ kiểm tra coi ai là người bị ít quẹt nhất nha. Sẽ là người chiến thắng nha các bạn. Rồi, thời gian bắt đầu. Option. Đề trắng cái bài đẹp. Về trắng cái bài đẹp. Các bạn theo dõi coi trong vòng 15 Rồi phút ba người làm đi, thì mình đọc nha. Đề trắng ai sẽ là người cái bài đẹp. bị Rồi. quẹt Đề nhiều trắng nhất cái nha các bài bạn. đẹp. Xù xì. Xù xì. Rồi Út quẹt 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 một ngón thôi nha. Một Quẹt một ngón ngón và quẹt một đường thôi nha. Yeah. Thích cái chỗ nào nè? Rồi tiếp tục nhanh lên. Rồi quay ra đây coi, quay đây coi đó. Nè. Rồi tiếp tục. Rồi ba đứa. Ba đứa nhỏ. Bè trắng cho bè đen. Bè trắng cho bè đen. Anh tôi xin chất bên xấu xịn. Rồi bên bị quẹt nha. Rồi tiếp tục. Rồi tiêu rồi. Đâu quay đây coi, bên quay đây coi. Bề trắng cái bề đen. Bề trắng cái bề đen. Ai đen? Bề trắng cái bề đen. Rồi chết. Cố lên pin, cố lên pin. Quay kia ba. Rồi, nãy giờ ta chuẩn bị cái gì luôn á ta. Nãy giờ ta chuẩn bị cái gì luôn á. Rồi. Con muốn hả? Trắng cho mày đen. Ủa, nói lỡ quên lại. Về trắng mày đen. Cũng vậy à. Mày đen. Như Su. Mẹ. Tiếng mặt đẹp đẽ của mẹ. Nhanh lên. Dài dữ vậy. Các bạn thấy trò chơi này có vui không? Nếu vui thì cho team của Thái một lượt đăng ký nha. Một lượt like, một lượt chia sẻ. Đen. Nhi ra. Nhi ra. Đen. Trên gian có quẹt dài quá, ngắn vừa thôi nha. Đàng hoàng lấy pin. Rồi.
Cục quá nha. Để cho mình dài quá. Giờ vừa thôi nha. Hai cái kiếm. Bê. Bê trắng bê đen. Ở đây ghép ba lọ, ba xuống đường Nhi con đi. Ba lọ. Nhanh lên. Bê trắng bê đen. Hai mẹ con mình ra. Cho Út bị coi nữa, cho Út chưa bị đây. Cố lên Vin, cố lên Vin. Sổ xe. Con ơi là con. Khoan. Thêm cái râu mèo đi. Bị ông nói là nghe. Rồi. Cầm lại nghe. Cầm lại. Bê. Đi. Lồi, bè trắng bè đen. Ôi, bè trắng bè đen. Ôi, cố lên sâu. Đây nè, cái cảnh nhìn xuống một cái cũng nhẹ nhé. Rồi, đâu, quay đây rồi, quay đây coi. Bè trắng bè đen. Bè trắng bè đen. Bè trắng bè đen. Chết rồi, chết. Cố lên, cố lên. Đi cố lên. Cố lên. Đậm dữ vậy. Tị. Trời ơi. Thôi không kéo dài xuống luôn vậy. Rồi, bê. Bê, trắng bê. Rồi, hai người ra kìa. Ba là bịch bê. Bê dí. Bê trắng bê đen. Bê thớt. Rồi, được. Rồi. Cố lên. Chị ba biết. Cố lên. Chị ba cái râu luôn. Tặng một cái râu nè. Nhanh lên. Rồi. Tiếp tục. Rồi ơi. Bè trắng và bè đen. Rồi nhanh 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 nhanh. Bè trắng và bè đen. Bè trắng và bè đen. Cố lên. Rồi bạn Vin bị quẹt rồi đây các bạn ơi. Rồi nhìn mặt bạn Vin rồi các bạn ơi. Rồi bè. Bè trắng và bè đen. Bè trắng và bè đen. Kẻ sụ. Bè trắng. Ba mình đen. Ba hằng mình luôn. Rồi con ra kìa. Sù xì. Nữa à. Rồi. Wow, bạn Vin bị teo tua rồi các bạn ơi. Cho con cái rối bụi, con mèo con. Rồi bạn Vin quay, bạn Vin. Quay coi. Bạn Vin quay coi đây coi. Bè. Bè trắng bè đen. Bạn Vin cố lên bạn Vin. Bè trắng bè đen. Đóng gì vậy? Ra. Cho ba mẹ con. Bè trắng bè đen. Bè trắng bè đen. Hai mẹ con mình vậy? Sao? Cố lên Nhi, cố lên Nhi. Rồi. Rồi. Rồi bạn Nhi từ nãy giờ mới bị cả nhà ơi. Rồi à, bạn Nhi từ nãy giờ mới bị nha các bạn. Cho Nhi cái lỗ mũi đi. Chùi mồ hôi chứ. Rồi. Bạn Nhi cố lên bạn Nhi. Hai mẹ con mình ra. Ra bề đi. Cố lên Vin ơi, cố lên Vin ơi. Cái râu mèo nữa luôn. Rồi. À. Bạn Su quay đây coi, bạn Su quay đây coi. Tiếp ơi, cái râu tóc luôn. Rồi, tiếp tục. Mình ra là ba đứa đây nha. Đi ra. Đi ra nhị. Dù xì. À, lộn. Ủa. Thời gian bây giờ là 6 phút rồi nha các bạn. Rồi trắng bị đen. Bè trắng bị đen. Nhi ra nhi. Cố lên. À. Rồi nữa. Bạn Su cố lên bạn Su ơi. Bị đen. Rồi bạn Vin bị nữa rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn mặt bạn Vin đây. Bạn Vin cả... vui lắm bạn Vin. Cười lắm bạn Vin. Cười lắm bạn Vin. Rồi.
Rồi, Văn Viên quay tập trung vô, Văn Viên tập trung vô. Dạ. Rồi. Vô. Rồi bạn Su bị nữa rồi các bạn ơi. Bạn Su ơi, ngước lên đây không bạn Su ơi. Cố lên bạn Nhi ơi, cố lên bạn Nhi ơi. Cố lên. Rồi. Rồi bạn Nhi thua Út rồi. Cho bạn Nhi đã một cái chấm nè. Phần thưởng sẽ thuộc về ai đây? Rồi. Đây. Đây. Hai đứa ra. Hai ra. Nhi với Biên ra. Biên Nhi mà ba mình đen hay nó trắng. Rồi. Tại tại đen quá không thấy. Cố lên Su ơi, cho Út coi Su. Cố lên Su ơi. U là trời. Biến tóc lên. Bạn Su ơi, bạn Su ơi. Ui. Rồi, tiếp tục. Bè trắng cái bè đen. Bè trắng bị đen. Cố lên bạn Nhi ơi, cố lên bạn Nhi ơi. Bè đó đen. Bè trắng bị đen. Sâu. 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 Cố lên Nhi. Rồi. Bạn Nhi rồi, bạn Nhi. Nhi anh lắm luôn á. Trời nó đậm. Trời ơi, quá đẹp. Thổi bụi mắt của bạn Nhi kìa. Rồi, tiếp tục. Bè trắng ra bè đen. Bè trắng ra đen. Rồi hai đứa tụi gì? Con với Bình. Hay quá bạn Nhi ơi. Quét. Rồi tiếp tục. Bè trắng bè đen. Úc ra rồi ba đứa. Bè trắng ra bè đen. Chị Nhi, em Nhi ra. Số xì. Xì. Rồi, Biên thua. Cho Biên hoài luôn. Chị theo cái mặt hàng nhỏ. Rồi. Để trắng bè đen. Thời gian còn lại là 3 đứa. 3 phút nha các bạn. Trắng bè đen. Cố lên Nhi. Rồi. Rồi. Xong có cái Biên xù xì. Rồi bạn Nhi bị quẹt nữa rồi. Quẹt dưới đi đừng quẹt tóc. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Bè trắng bè đen. Bè đen. Như ra. Xấu xì. Nữa hả? Bên quẹt. Châu. Quay vậy. Bè đẹp ghê. Bè trắng cho bè đen. Rồi, bè trắng cho bè đen. Chu, đi ra. Khoái quá, tụi bị với Su à. Rồi, bạn Biên bị các bạn ơi. Bạn quẹt đi, nóng lên bà. Nóng nữa hả? Quá đẹp. Tiếp. Bạn Biên quay mặt ra, bạn Biên. bên cười hết nổi rồi các bạn ơi. Bè trắng bè đen. Xuống Nhi đi. Số xây. Xây. Nhi lắng rồi. Nhi cứ hay quá, bạn Nhi hay quá. Ngoéo lên nữa, bạn Nhi còn ngoéo lên nữa. Lúc nào cũng có cái ngoéo hết. Trời ơi, em Bên ngồi thẳng sờ luôn. Bè trắng bè đen. Bè trắng ba mình. Bè trắng bè đen. Bè trắng bè đen. Xấu. Hoài vậy. Cho xuống giờ đó. Cái mũi. Không, phải suy nghĩ chỗ nào mới đẹp. Gâu đi. Mày Su bị te tua rồi các bạn ơi. Bè trắng bè đen. Rồi. Bè đen. Bạn Nhi cố lên. Đẹp ghê ta.
đây. Cho Pin một cái. Bạn Pin là thành viên đẹp trai nhất trong trong team. Mà bạn Pin bị là nhiều nhất rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Về trắng về đen. Về trắng về đen. Hai. Cố lên rồi. Bạn Nhi là sẽ thua mẹ. Cho nhiều cái hồng. Về. Việc bạn áo đen thì bạn áo đen qua chơi hay quá gọi ra nữa. Đi. Nói cho bạn tụi xì hả? Bè trắng bè đen. Bè trắng bè đen. Bè trắng bè đen. Rồi, con chị thì gì? Bè trắng gì? Xù xì. Rồi, con bè chị nữa. Bè chị nữa. Bè chị nữa. Chưa bị nữa. Trái lên chỗ gì nữa. Nhẹ thôi, đừng có đậm quá. Không thắng rồi. Cái đường cao bằng lý tưởng. Rồi thời gian còn lại là 30 giây rồi. Các bạn làm một lần nữa nha. Bè trắng bè đen. Rồi sắc bè đen. Rồi hai bạn. Dù xe. Dù nó kia. Còn bên đây một đường nữa. Cố lên. Đi một đường nữa. Rồi. Rồi thời gian kết thúc. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp. Đẹp. Rồi thời gian 15 giây đã 15 phút đã kết thúc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay từng gương mặt để mình kiểm lại số điểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ điểm qua kết quả của từng bạn nha các bạn. Đây là bạn Vin. Vin ra 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đây là bạn Dung. Chỉ có 1 mà thôi. Bạn Nhi. Bạn Nhi bị 5 vết. Đây bạn Quyên bị nè. Bạn Quyên với bạn Di, bạn Nhi hình như bằng nhau ha. Rồi đây rồi bạn Xu. Rồi thì cũng điểm qua sơ lược thì các bạn đã thấy ai là người chiến thắng rồi phải không? Thì, các bạn ơi, mình đã tìm ra người thắng cuộc rồi nha các bạn. Thì bạn Bin, bạn Xu là bị nhiều nhất. Bạn Quyên với bạn Nhi là bị bằng nhau ha. Đây là chính đây là cô áo đen, bạn Dung là ít nhất chỉ có 1 vết. Quá hay. Thì đây là phần thưởng 50k. Mình trao tặng phần thưởng này cho bạn Dung nha. Rồi mình giơ tay đi. Nếu cả nhà thấy clip của mình có vui thì cả nhà cho mình một lượt like, một lượt share, một lượt đăng ký nha. Với nhấn nút chuông theo dõi để theo dõi những clip tiếp theo. Và Thái sẽ kiếm cái clip nào đó thật vui để tiếp tục quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ thì xin chào cả nhà. Bye.